chỉ để tập trung cho người khác, những cái chuyện đó nó thăm châu thì nó mới thăm qua nhà của mình. Đó là lý do mà tại sao những cái nhà mỹ phẩm thì người ta bán hết hàng, tại vì người ta đã sản xuất ra được những cái chế phẩm có khả năng thấm được qua da. Đó, như vậy thì bằng cách nào đó mình chế cho nó ra thấm qua da được và mình bán được. Đây, mình có một vài chế phẩm quen thuộc, một vài chế phẩm quen thuộc và không biết là có xài chưa. Thứ nhất đó là vô xuân. Vô xuân, một cái chiết xuất của Đông Á. Cái này là dùng rất tốt, mà mình có những cái vết thương mà mình cũng nhanh liền xẻo thì mình có thể dùng, và thậm chí là có thể bụng mình cũng có thể dùng. Rồi, chế phẩm này quen thuộc hơn nữa, Madelcazone. Madelcazone, một sản phẩm của Bayer, tập đoàn Việt Nam Đức. Madelcazone nó cũng rất là mau liền xẻo. Rồi ở đây cũng là cái Centella. Centella thì bạn này dùng cho da, cái này là dùng cho da. Skin là dùng cho da, hoặc là những cái sản phẩm của nhà cung đốc cũng có cái chiết xuất rau má. Ở đây thì cái viên này là viên nang mềm, cũng có chiết xuất rau má trong này nè. Như vậy là rau má là một cái loại rất là phổ biến trong đời sống thường ngày, là mình ăn nó giống như rau, cũng không ăn được nó chậm chậm, ăn nó chậm chậm nó cũng thích ăn, nó giống như rau, rồi người ta còn chiết xuất ra. Và mỹ phẩm và dùng mỹ phẩm thì sử dụng cái chiết xuất rau má rất nhiều, tại vì cái chiết xuất rau má là nó làm giữ ẩm cho da rất là tốt, nó phục hồi cái làn da rất tốt. Đối với những cái người mà họ biêu da, họ xử lý da xong rồi mà muốn cho cái da họ nhanh chóng phục hồi thì họ sử dụng cái chế phẩm mà có cái chiết xuất rau má. Rồi mình có dùng rượu ngủ da bị, ngủ da bị. Rồi tên khoa học là Eleutherococcus tripolitanus. Tripolitanus. Và đây là một loại của họ nhân sâm. Hay có khi người ta gọi là họ ngủ da bị luôn. Họ ngủ da bị. Rồi tên khoa học của họ ngủ da bị là Agranulinaceae. Họ ngủ da bị. Thì đầu tiên nói về cái tên khoa học một chút. Nó có chữ là tripolitanus, như vậy là nó là tripolia, như vậy nó có ba cái lá. Đây mình nhìn nè, trên một cái cạnh, trên cái mặt cái đồng hồ nó trên một mũi, trên cái cạnh hoặc là trên cái thân của cây ha, nó ra một cái nhánh nhỏ nhỏ, và trên cái nhánh nhỏ thì nó có ba cái lá. Mình để ý cái nhánh nào cũng có ba cái lá ha, thì thật ra đây là một cái lá kép, nó có hai cái lá chết nha, một lá kép có ba lá chết, nên trong tên gọi nó mới xuất hiện cái chữ tripolitanus. Tripolia là ba lá chết. Về dạng sống thì đây là một cái loại nấm gỗ, cái thân nó cứng lắm nhưng mà nó là gỗ nhỏ, và cái thân của nó là giống như cái thân của bông giấy ấy. Nếu mà nó không đổ vô chỗ nào được tập được, nó sẽ nằm xà xuống, nghĩa là nó cần phải có một cái cây thuốc khác để mà nó đậu nó vô. Rồi, cái thân của nó không có lông, không có lông. Lá thì như vừa tả là lá kép, có ba lá chép và lúc nào cũng vậy. Trên bề mặt của thân thì sẽ có gai, trên bề mặt của thân sẽ có gai, và gai thường xuất hiện ở vị trí của máu. Ngay chỗ cái máu là lúc nào nó cũng có gai, và gai này là gai mọc ngửa, có nghĩa là đỉnh gai nó mọc xuống, cái thân thì mọc lên trên nhưng mà đỉnh của gai thì nó mọc xuống đất, gai mọc thượng. Cái đầu của gai nó hơi có cái màu nâu nâu, mình lỡ mà mình bị nó chích cho một cái là nó sẽ rất là nhức, rất là nhức. Có một cái loại ngủ da bị nữa, đây mình thấy trên bề mặt có gai nên người ta còn gọi cái này là ngủ da bị gai, tại vì nó có gai. Đây là cái ngủ da bị nữa nè, cái ngủ da bị này có thể mình sẽ thấy phổ biến hơn. Đây là ngủ da bị chân chim, ngủ da bị chân chim nó khác với cái ngủ da bị gai kia. Ở đây mình có là Scleblera heptaphylla. Heptaphylla, Heptaphylla thì nó có tổng cộng là bao nhiêu cái lá nhỏ ở đây? 7. Có 7.
và nó mới xòe ra giống như là cái chân của một chim á, nên nó gọi là ngũ gia vị chân chim. Vậy mình cần phân biệt cái loại này với cái loại ngũ gia vị gai của mình, hay là người ta khác nhau, khác trong khoa học là khác loại. Bộ phận dùng người ta sử dụng vỏ thân hoặc là vỏ rễ, và trong thành phẩm sẽ chứa saponin tri tại ben, saponin tri tại ben hoặc đọc là saponin tri tại benoic là một. Thường thì tôi sẽ đọc saponin tri tại ben. Về công dụng thì đây là một dùng vỏ thân và vỏ rễ. Dùng vỏ thân với vỏ rễ này thì công dụng chính là làm thuốc bổ và làm mạnh xương khớp, làm mạnh xương khớp, mạnh gân cố. Cái này thì người ta có thể là ngâm, người ta ngâm rồi người ta xoa bớt bên ngoài, ngâm với rượu rồi xoa bớt bên ngoài. Nếu như mà mình dùng dạng chiết xuất ra thì nó có thể điều trị cái phần mất ngủ và tăng cường trí nhớ. Mà trong những cái quản quyết dưỡng não, nó có cái chiết xuất đó, quản quyết dưỡng não. Đó, như vậy đó là ngũ gia vị. Dược liệu nữa là khổ qua, khổ qua, mướp đắng, lương qua. Cái tên khoa học là mô mọt đi ca, mô mọt đi ca, cha ram ti na, khu cầm bi ta xê, họ hồng mỹ, khu cầm bi ta xê, họ hồng mỹ. Mình có học cái họ bầu quý nào chưa ha? Mình có học cái dược liệu nào của họ bầu quý chưa? Rồi, mình học hôm qua, mình học hôm qua. Khi gấp đó, khi gấp là cũng họ bầu quý nè. Đó, như vậy thì đối với bộ qua thì nó quá phổ biến rồi, không cần tả dạng sống của nó nha. Không cần tả dạng sống của nó, mình có thể hình dung ra. Và mình có một cái loại là khổ qua này là khổ qua trọng, khổ qua nhà. Mình có một cái loại được gọi là khổ qua rừng. Khổ qua rừng nó khác hẳn đúng không? Cái hình dạng quả nó khác hẳn. Khổ qua rừng thì cái hình dạng quả nó khác. Về bộ vận dụng thì mình sử dụng là quả, hoa, lá, hạt, cái rễ. Như vậy là xài được hết luôn. Nhưng mà chủ yếu thì người ta là sử dụng cái quả, tại vì mình thấy thuận nhất là xài quả. Đối với quả thì nó có chứa saponin, chứa saponin, và cái nhóm chính trong saponin đó là cucurbitacin. Cucurbitacin là tên của cái họ cucurbitacin. Cái nhóm saponin chính là cucurbitacin. Flavonoid có, người ta sẽ dùng để hỗ trợ trong trường hợp là tiểu đường. Cái này chỉ hỗ trợ thôi, cái này là ghi lại theo nguyên văn trong sách, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. Và những cái vấn đề về gan mật, tại vì nó có vị đắng mà nó có hỗ trợ những cái bệnh về gan mật. Dược liệu tiếp nữa là đinh lăng. Đinh lăng, đinh lăng, đinh lăng này cũng quen nè. Đinh lăng còn được gọi là cây gỏi cá. Cây gỏi cá tại vì nó được làm gỏi chung với cá mà ở ngoài khu vực miền Trung á. Ở ngoài khu vực miền Trung á, khi tôi hỏi bạn tôi thì ở Bình Định rồi là Phú Yên rồi á, họ có ăn cái món này, ăn bằng cá sống, ăn bằng cá sống. Tên gọi là cây gỏi cá. Rồi, tên khoa học mình đọc là gì? Bolicia fruticosa. Bolicia fruticosa. Và thuộc họ ngũ gia vị Agrastriaceae. Vậy là nó trùng họ với cái ngũ gia vị gai lúc nãy. Trùng họ với ngũ gia vị gai. Đây là một cái loại cây gỗ mà thuộc kiểu như cây bụi. Nên trong cái tên khoa học là Ruticosa, nghĩa là cây bụi. Ruticosa là cây bụi. Đó, nên tên khoa học thì có cái nó có nghĩa và có cái thì nó không có nghĩa. Cái nào mà có nghĩa thì tôi sẽ nói cho các chị nghe.
Ruti Bosa nghĩa là cây bụi, nên mình dùng cái cây này nguyên một bụi, nguyên một lần luôn. Rồi nó có lá thì nó có bẻ lá nha, họ đây là lá, nó có bẻ lá, đây là cái bẻ lá của nó, đây là một cái lá đó, đây là một cái lá với cái phần bẻ lá ở bên dưới này. Rồi bên này là hoa, rồi có quả, có hoa chưa nở, đây là quả này, đây là cái phần rễ của đinh lăng này, Ulysia cuticosa. Đối với đinh lăng thì mình có rất nhiều loại đinh lăng, rất nhiều loại đinh lăng, nên mình nói là Ruticosa là một loại đinh lăng. Thì ngoài ra nó còn nữa, đây đây là Ruticosa, là cái loại đinh lăng của mình đang học. Mình có cái loại là Filicifolia, là cũng đinh lăng luôn, nhưng mà cái lá này nó to hơn, nó to hơn cái loại Ruticosa nha, lá này nó to hơn so với Ruticosa. Rồi đinh lăng lá đĩa, lá nó tròn như cái đĩa. Rồi đinh lăng lá tròn mà trên bề mặt của nó có những cái màu khác biệt so với màu xanh lục, nó cũng có tên khác nữa nè, Bambo Rihanna. Rồi đinh lăng lá vàng, đinh lăng lá mép bạc, vân vân, rất nhiều loại đinh lăng. Nên khi mà mình dùng cái tên Việt Nam thì mình khó lòng phân biệt, nên là người ta sẽ dùng cái tên khoa học cho nó chính xác hơn, là loại Ruticosa. Người ta sử dụng rễ và vỏ rễ, rễ hoặc là vỏ rễ để làm thuốc. Dĩ nhiên là phải làm sạch nó, tại vì rễ với vỏ rễ thường là nó nằm dưới đất nên là mình phải làm sạch rồi. Cái này là phải làm sạch sơ trước rồi sau đó phải rửa cho sạch, hoặc là dùng lá. Trong thành phần có chứa saponin, tritagen và một nhóm là olean. Lúc nãy ở cái khổ qua thì nó là cucurbitan, nhóm là cucurbitan. Còn ở đinh lăng thì cái nhóm là olean. Olean rồi cũng dùng làm thuốc bổ luôn, tại vì những cái loại mà của họ muốn gia bì á, họ muốn gia bì là thường dùng làm thuốc bổ, tại vì hồi trước người ta gọi họ muốn gia bì với cái tên là họ nhân sâm, nên những cái loại nào nằm trong họ muốn gia bì thường cái công dụng đầu tiên phải kể đó là làm thuốc bổ. Rồi công dụng thứ hai là lợi sữa, công dụng thứ ba đó là tăng tuần hoàn máu não, tăng tuần hoàn máu não. Nên trong cái chế phẩm hoàn quyết dưỡng não của Tramaco, nó có để cho mình cái hình lá đinh lăng, có cái lá đinh lăng là giúp cho mình cái tuần hoàn máu não nó được tốt, nó không có bị nghẽn ở chỗ nào, nó luôn luôn được thông thoáng, máu nó chảy tốt. Hoàn quyết dưỡng não. Và kế bên thì đó là những cái mũ mà ngâm cái rễ đinh lăng, ngâm cái rễ đinh lăng. Ngày hôm qua mình cũng có coi một cái dược liệu mà người ta cũng có cái mũ ngâm đó, dược liệu gì? Sâm bổ chinh. Sâm bổ chinh. Rồi đây là một cái sản phẩm mà có chứa đinh lăng ở bên trong, những cái gói có chứa lá đinh lăng với cô nhét vô bên trong này nè. Nhét vô bên trong này để làm gì? Mình có bao giờ thấy cái là cái gối này không? Cái gối cái kiểu này thường là mấy đứa bé mà nó ngủ mà nó giật mình giữa đêm á, cái là nó sẽ quấy khóc, nó quấy khóc thì ba hoặc mẹ sẽ mua hoặc là tự làm cái gối này và cho vào đó là một ít cái lá đinh lăng đã được phơi khô. Thì vì gì người ta lý luận là trong lá đinh lăng thì nó có tinh dầu và nó sẽ giúp cho những cái đứa bé này nó ngửi cái mùi tinh dầu, nó dễ chịu, cái thần kinh của nó được ổn định, nó không có giật mình lúc nửa đêm thì nó sẽ ngủ ngon cho tới sáng, và nó cứ ngủ cái gối này cho đến lớn cho cái nó học đường luôn. Nó quen với lại cái mùi của cái gối á, nên thường hay gọi là con ghiền á, là để nó quen với cái gối này luôn.
đó là cái kinh nghiệm mà khi người ta dùng cái gối này trong cái việc giúp cho trẻ ngủ ngon. Rồi bây giờ mình sẽ qua bốn dược liệu của họ Vinh, bốn dược liệu họ Vinh. Như vậy thì đầu tiên mình có dược liệu là nga trồng. Nga trồng chính là nghệ đen, hoặc là nghệ xanh, hoặc là nghệ tím, hoặc là ngải tím. À, những cái tên gọi này thì nó có gắn liền với cái hình ảnh của cái cây. Ví dụ như mà gọi là nghệ tím hay là ngải tím là vì sao? Là bởi vì trên cái bề mặt lá nó có một cái đường màu tím. Trên cái bề mặt lá nga trồng nó sẽ có một cái đường màu tím ngay phần gần giữa. Ha, ngay phần gần giữa nó sẽ có một cái đường màu tím. Rồi, gọi là nghệ xanh là bởi vì khi bẻ ra, mới vừa bẻ ra là mình sẽ thấy nó có cái màu xanh như thế này. Và mình để một hồi lâu thì cái phần xanh này nó sẽ chuyển qua một cái màu hơi xanh đen, nên có thể gọi là nghệ đen. À, nên là nga trồng nó có những cái tên gọi như vậy là bởi vì cái hình ảnh mình thấy được ở trên cái dược liệu. Về dạng sống thì đây là một cái loài thân cỏ và nó sống dai là nhờ cái phần thân rễ nằm bên dưới mặt đất. Cái lá nó đặc trưng bởi một cái vọt màu tím kéo dài trên bề mặt lá ngay phần gần giữa. Cái vọt màu tím rất rõ ngay phần gần giữa, một cái vọt màu tím kéo dài ngay phần gần giữa. Và đây là cái hoa của nga trồng. Cái phần này là những cái vảy lá bách, và hoa thì nó nằm bên trong những cái lá bách. Cho nên là những cái vảy màu xanh hay màu tím này không phải là hoa, mà nó chỉ là những cái lá bách thôi. Nó chỉ là lá bách. Về bộ phận dùng thì mình sẽ sử dụng là thân rễ hoặc là rễ cũ. Đây, cái thân rễ mà mở nhiều bẻ ra nè, có màu xanh nè. Rồi cái rễ lâu thì nó sẽ chuyển qua như thế này, hoặc người ta phơi và sấy khô thì nó sẽ có cái màu đen như vậy, nên gọi là nghệ đen. Trong thành phần hóa học thì có thứ nhất là tinh dầu là một. Họ gần là một cái họ có tinh dầu, nên nga trồng thì thành phần thứ nhất là thành phần tinh dầu và nó chiếm khoảng 1,5%. Sau đó thì nó còn có cái chất nhựa. Cái chất nhựa là curcumin. Curcumin 3,5%. 3,5% là chất nhựa. Cái phần màu xanh mà mình đang nhìn thấy là do cái tinh dầu, là do cái tinh dầu nó tạo nên, do cái tinh dầu nó tạo nên. Người ta sử dụng cái thân rễ của nga trồng trong cái trường hợp bệnh phụ nữ là chính. Bệnh phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, chữa đau bụng kinh, hoặc có thể sử dụng trong trường hợp là ăn không tiêu đầy bụng thì cũng có thể dùng. Nhưng mà nga trồng thì nó gắn liền với lại bệnh phụ nữ. Và đây là một cái dược liệu mà kiên trị khi phụ nữ mang thai thì không có được dùng. Rồi, một cái dược liệu thứ hai là nghệ, hay mình còn gọi là hương hoàng, hoặc là nghệ vàng. Bởi vì cái tên gọi nó cũng gắn liền với cái hình ảnh. Rồi nó tên là Curcuma longa shingi tebaxe, ngọn gừng. Còn nghệ nga trồng là Curcuma gelo aria shingi tebaxe luôn. Nó chỉ có khác cái tên loại thôi. Hai dược liệu này là nó cùng chi Curcuma. Một cái là longa, một cái là gelo aria. Về dạng sống thì cuộc sống rất dai. Đây là một cái loại thân cỏ sống nhiều năm. Nó sống dai là nhờ cái phần thân rễ bên dưới mặt đất. Và cái phần lá thì toàn bộ là xanh lục, không có vệt màu tím. Và còn không có vệt màu tím. Ở đây là cái cụm hoa với những cái vảy mà mình đang thấy cũng là lá bắp. Với những cái hoa rất nhỏ nằm bên trong, nó được che chở bởi cái phần lá bắp ở bên ngoài. Rồi, đây là phần thân rễ rất quen thuộc ha. Cái này thì mình quen thuộc rồi.
bẻ ra thì nó sẽ có cái màu vàng cam đặc trưng, một cái màu vàng cam đặc trưng. Nếu mà mình sử dụng cái thanh rễ á, nếu mà mình sử dụng cái thanh rễ thì mình sẽ gọi dược liệu đó là cương hoàng, là thân rễ. Và từ cái thân rễ đó mà nó mọc ra cái phần rễ, nó phù cái phần rễ nó lên, thì lúc đó người ta gọi là bút kiên. Là có hai tên gọi, cương hoàng là để chỉ phần thân rễ của nghệ, còn bút kiên là dùng để chỉ phần rễ cũ của nghệ. Rễ cũ đó là nó xuất hiện, nó xuất phát từ phần thân rễ đó. Như cái hành bên này thì nó là bút kiên, bút kiên nó đi ra từ phần thân rễ. Trong thành phần hóa học của nghệ, thứ nhất mình phải kể đến cái màu đặc trưng là màu vàng cam, đó là curcuminoic, hay mình còn gọi là curcumin, mình còn gọi là curcumin, curcuminoic hay mình còn gọi là curcumin cho nó nhanh. Thành phần thứ hai là tinh dầu, là tinh dầu, đó, hai thành phần. Ngoài ra thì còn có tinh bột, tinh bột của nghệ, nó có tinh bột nghệ. Về công dụng thì như mình đã từng biết, đối với nghệ thì cái công dụng đầu tiên mà mình không được quên đó là cái hỗ trợ trong điều trị viêm loét dạ dày, hỗ trợ trong điều trị viêm loét dạ dày. Cái thứ hai là nếu mà mình bôi ở bên ngoài thì nó sẽ giúp cho mau lành vết thương, làm liền sẹo. Như vậy cái công dụng mà nó phát huy là mà viêm chữa viêm loét dạ dày hay là liền sẹo gì đó là nhờ cái thành phần curcumin ở trong nghệ, công nghệ của curcumin. Rồi có khi là nó có tinh dầu này, rồi nè, vì chính vì có tinh dầu này nên là nó mới có thể là chữa tinh nguyện không đều đâu, nhưng mà ở dạng là nhẹ thôi. Nếu mà nặng thì người ta phải dùng ngang trọng rồi, hoặc là bị rối loạn tiêu hóa nhẹ thì cũng có thể dùng được có tinh dầu. Tinh dầu ăn được nè, mình có thể dùng cho đường tiêu hóa. Nhưng mà cái bản thân curcumin thì nó rất là khó tan, nó khó tan, nên là thường người ta sẽ phải bào chế ra cái dạng nào mà để cho cơ thể của mình có thể hấp thu được, phải đưa nó về cái dạng phân tử nhỏ nhất để có thể giúp cho cơ thể dễ dàng trong việc hấp thu. Và các chị biết ngày nay người ta còn sử dụng cái tinh bột của nghệ rất là nhiều, và thậm chí là trên thị trường người ta bán cái tinh bột nghệ nó còn mắc hơn cả bán cái bột nghệ nữa kìa. Bán cái tinh bột nghệ nó còn mắc hơn cả bột nghệ nữa. Bởi vì sao mà người ta lại bán mắc cái tinh bột nghệ như vậy? Nên các chị thì tại sao mà người ta lại bán cái tinh bột nghệ nó mắc như vậy? Nó ít hay nhiều không thành vấn đề, nhưng mà nó có cái công dụng gì đặc thù riêng không? Nó ít hay nhiều thì đó là do người ta kiếm ra, người ta bắt ra được. Nhưng mà nó có cái công dụng gì nổi trội mà dược liệu khác không có không? Mà nó lại có một cái giá thành mắc như vậy. Thì nó cũng phải thần thánh theo đó, nên là người ta phải đẩy cái giá cả thì
trường của cái tính công nghệ nó cao hơn so với cái giá vốn có của nó. Nên là mình cũng được giải dột khi mà mình đu nhau, mình đi mua cái tính công nghệ chỉ cho nó mắc tiền. Đây là cái chế phẩm đầu tiên là có một cái hũ mà có cái hình của cái những cái ô trong cái tổ ong. Thì vậy là mình biết đây là cái viên mật ong với lại nghệ ha, dùng để chữa đau dạ dày là mình biết rất rành rồi. Mình đi học cổ truyền mình biết rất rành là mình chỉ còn bào chế được thôi. Rồi đây là cái chiết xuất nghệ, đây là chiết xuất nghệ, và đây là cái dạng mà sạch, đây là dạng sạch. Người vết thương cho nó mau liền xẻo, sạch ở bên ngoài nó tạo một cái lớp màng sinh học bọc ở bên ngoài cho mau liền xẻo. Rồi, dược liệu gừng, gừng thì nó nhanh đấy, tại vì đây là dược liệu phổ biến. Gừng là Shingibe Epicinale, khác tên chi nha. Rồi tên chi của gừng là Shingibe Epicinale ha. Họ gừng Shingibe Epicinale. Gừng tươi thì gọi là sinh khương, gừng khô thì gọi là can khương, đúng không? Bộ phận dùng là thân rễ. Thành phần hóa học chính là tinh dầu. Nãy giờ để ý ba cái điểm liệu của họ gừng đều có tinh dầu hết. Rồi, và đối với gừng thì có một cái thành phần nữa, đó là cái nhựa dầu. Nhựa dầu Zingerol Sogaol. Chính hai cái thành phần này nó tạo nên cái vị cay đặc trưng khi mà mình ăn gừng. Và trong một khoảng thời gian dài thì người ta chỉ chăm chú đến cái tinh dầu của gừng thôi, mà người ta bỏ qua cái chất cay này. Có nghĩa là khi mà người ta chiết xuất có thì người ta chỉ lấy cái tinh dầu mà người ta không lấy chất cay. Nhưng mà cái công dụng chính yếu của gừng mang lại cho con người là từ cái phần chất cay này. Cái chất cay này thì nó mới có cái giá trị liên hệ với trong này. Rồi, gừng được dùng trong trường hợp là rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, đầy hơi, trong nôn, vân vân. Ở trong tài liệu có ghi là trong xe tàu xe, nhưng mà không tới cái mức như vậy đâu, không thể nào trong cái xe tàu xe đâu. Rồi, có thể trị cảm kinh được, tại vì có tinh dầu thì làm ra mồ hôi thì có thể trị cảm kinh được, không? Rồi, đó là những cái công dụng của gừng. Mình có cái dầu của gừng nè, là lấy được chất cay á, chất cay của gừng mà ra nè. Rồi, ra cũng đang, hoặc là trà gừng là cũng lấy cái chất cay ra nè. Mình uống cái trà gừng là mình cũng lấy cái chất cay làm cay trong gừng ra để mình uống. Là dược liệu cuối cùng của họ gừng, bốn dược liệu của họ gừng. Dược liệu cuối cùng của họ gừng là riêng là Apinea, lại một cái chi khác nữa, Epicinarum. Hồi nãy gừng là Epicinale, còn đây là Epicinarum, là riêng, họ gừng luôn. Riêng, đây là cái phần, nói chung là dạng sống của bốn dược liệu này rất là giống nhau. Chỉ có điều là cái hình dáng bên ngoài lá, thân rễ, cụm hoa của nó nhìn sẽ khác. Và riêng là cái mùi nó khác hẳn luôn, đúng không? Cái mùi của riêng nó rất là khác so với những cái dược liệu kia. Người ta cũng sử dụng thân rễ, như vậy có một đặc điểm chung là gì? Bốn dược liệu họ gừng đều sử dụng thân rễ làm thuốc. Nó đều sử dụng thân rễ để làm thuốc. Trong thành phần của thân rễ cái riêng này cũng có tinh dầu luôn. Nó cũng có tinh dầu. Rồi, nó cũng có cái chất cay, và chất cay đó là galangal. Galangal là cái chất cay ở trong riềng. Trong riềng còn có chứa flavonoid mà ba dược liệu kia không thấy đề cập. Có chứa flavonoid ở trong này. Riềng được dùng trong trường hợp nào cũng vậy luôn, kích thích tiêu hóa, chữa đầy bụng nè, chữa đầy bụng, kích thích tiêu hóa.
nó bôi bên ngoài thì có thể là chỉ nấm lan men. Đây mình cũng nhìn lại bốn cái dược liệu của họ Bình đều sử dụng là thân rễ hết nha. Rì này thường người ta được ăn với cái gì nhỉ? Ôi tự nhiên ăn ghê. Nó dễ thương vậy đó mà tự nhiên ăn nó rì. Rì nghệ ngang trồng gần. Đó là cái bài số 2. Bây giờ mình sẽ qua bài